Đây là quán cà phê rất tuyệt vời. Quán có rất nhiều cây xanh, không gian rộng rãi thoáng đãng. Trước mặt là vườn hoa cũng rộng rãi. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện, chu đáo. Đặc biệt, quán được thiết kế rất thoáng đãng, rất đẹp, hiện đại và có nhiều góc đẹp để check-in. Cà phê ở đây cũng rất ngon, giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.